Bất kỳ một quốc gia, vùng hay khu vực nào cũng đều có những quy tắc ứng xử trên bàn ăn khác nhau. Khi tham gia một bàn ăn có các món Nhật hoặc ăn cùng người Nhật, bạn cũng cần chú ý một số các quy tắc để tránh mắc các lỗi cơ bản. Phong thái ăn uống của người Nhật không chỉ đơn thuần là cách thức ăn uống, mà qua đó còn thể hiện tính cách, lối sống và tinh thần của họ. Các quán ăn Nhật thường bài trí phong cách ngồi ghế đệm trên chiếu tatami. Vì thế, để phù hợp với cách bài trí này, bạn nên lưu ý cởi giày, dép và xếp gọn bên ngoài. Để ý thứ tự ngồi trước sau, người có tuổi tác, vị trí, vai trò lớn hơn sẽ ngồi trước. Người nào càng quan trọng thì họ sẽ ngồi ở vị trí cách xa cửa nhất. Vì vậy, đừng tự ý chọn chỗ ngồi trước cho mình. Hãy đợi người cao tuổi nhất hoặc người có cấp bậc cao nhất ngồi vào chỗ của mình, rồi những người sau đó sẽ lần lượt theo thứ tự cao đến thấp ngồi theo. Nếu bạn là khách, hãy đợi chủ nhà hoặc chủ tiệc mời bạn vào vị trí nhé. Ở mỗi nhà hàng hay các quán ăn Nhật đều chuẩn bị sẵn khăn ướt được cuộn tròn lại để lau tay, gọi là oshibori cho khách hàng. Oshibori chỉ dùng để lau tay trước bữa ăn. Bạn lưu ý không dùng để lau miệng hoặc lau mặt nhé. Trong khi chờ đợi món ăn, đừng từ tay lên bàn hay chống cằm, mà phải ngồi thẳng, hai tay để lên đùi và nói chuyện với mọi người xung quanh. Điện thoại phải được tắt chuông và để trong túi áo quần, không được để trên bàn ăn. Trước khi ăn, người Nhật sẽ thường chắp hai tay lại và nói Itadakimasu, có nghĩa là tôi xin được nhận bữa ăn này, thể hiện lòng biết ơn đối với thực phẩm và những người đã chế biến món ăn. Bạn nên dùng hết tất cả các món được phục vụ, không để lại đồ ăn thừa. Phần nào không ăn được, hãy nói trước với nhân viên để đổi sang một món khác. Khi uống nước, hãy đợi mọi người có đủ nước rồi cùng nhau uống. Trong bữa ăn, bạn cũng cần quan tâm đến người cùng bàn. Nếu ở gần bình nước hơn, hãy chủ động rót cho cả những người khác khi ly sắp cạn, không nên chỉ rót cho riêng mình. Khi ăn sushi, bạn không nên trộn nước tương và wasabi với nhau. Đối với các loại sushi có nguyên liệu sống, đầu bếp đã cho sẵn một lượng wasabi thích hợp vào giữa sushi và cơm, nên bạn không cần lấy thêm nữa. Còn khi chấm nước tương, bạn lưu ý chỉ cần chấm phần nhân, tức phần cá, trứng, hải sản, chứ không chấm phần cơm nhé. Những khoanh sushi hay những lát sashimi thường được chia khẩu phần nhỏ, vừa đủ ăn. Vì vậy, khi thưởng thức, bạn tránh cắn đôi và thay vào đó hãy bỏ vào miệng một lần. Trong trường hợp miếng thức ăn quá to, bạn có thể dùng tay để che miệng. Không nên dùng đũa của mình để gắp thức ăn cho người khác. Trong trường hợp bạn muốn gắp, hãy dùng một đôi đũa mới. Tuyệt đối không dùng đầu còn lại của đũa để gắp thức ăn, vì đầu còn lại của đũa tiếp xúc với tay nên không đảm bảo vệ sinh. Bạn tuyệt đối không được gắp truyền thức ăn, không được cắm dòng đũa vào bát cơm, vì đây là một hành động rất tối kỵ liên quan đến nghi lễ của những người đã mất. Người Nhật sẽ rất khó chịu khi thấy hành động này đấy. Bữa ăn với người Nhật được coi là cơ hội để mọi người giao tiếp với nhau. Vì vậy, bạn phải ngồi tại chỗ từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc bữa ăn, không được tự mình ăn hết rồi nhanh chóng đứng dậy. Trong bữa ăn, mọi người thường điều chỉnh tốc độ ăn của mình cho phù hợp, không ăn quá nhanh để phải ngồi đợi mọi người, hoặc ăn quá chậm là mọi người phải đợi mình. Sau khi hoàn tất bữa ăn, bạn nên sắp xếp lại các dụng cụ ăn đúng như ban đầu khi được phục vụ, tránh để các dụng cụ ăn lung tung, mất trật tự nhằm thể hiện thái độ lịch sự và tôn trọng nhân viên. Sau khi ăn, bạn đừng quên nói câu Gochisousama deshita, có nghĩa là cảm ơn vì đã cho tôi một bữa ăn ngon. Nếu bữa ăn đó bạn được mời tại nhà hoặc được trả tiền bởi một người khác, thì nên nhìn người đó khi nói câu này nhé. Vậy là chúng ta đã biết một số quy tắc nên và không nên làm trên bàn ăn của người Nhật. Các bạn hãy áp dụng những quy tắc này để tránh mắc những lỗi cơ bản nhé. Nếu các bạn muốn biết thêm những thông tin thú vị về Nhật Bản, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Kilala nha. Kilala, mài nước Nhật đến gần bạn hơn.